nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các thế hệ học sinh đã về dự lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường Trung học phổ thông Nông Cống II và đón nhận huân chương lao động hạng ba. Ban tổ chức buổi lễ xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các thế hệ học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây, xin mời toàn thể quý vị cùng hướng về sân khấu để thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề Dưới mái trường quê hương. Nhớ mãi một miền quê, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến đến với...